Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cắt đầm theo công thức Levi của mình nhé. Bạn nào có nhu cầu mua cái sách giáo trình thiết kế dập căn bản của mình này thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Cuốn sách của mình đang bán với giá là 300.000. Các bạn sẽ có được công thức của chân váy, sơ mi, đầm quần, vest và măng tô. Tất cả mình sử dụng là đều là công thức của Levi nhé. Đó, công thức mới nhất của mình. Thì ở đây thì mình sẽ có hướng dẫn các bạn cách lấy số đo này. Mình có thông số bảng size và bảng lượng cử động sẽ cộng phù hợp với từng vòng. Đó. Chưa? Đây là hướng dẫn cách lấy số đo. Được nhỉ? Thì ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng thân đầm cơ bản theo Levi. Đó. Chưa? Các bạn nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Ở đây thì mình sẽ khi các bạn mua sách này thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Chưa? Đây là công thức của mình này. Ở đây mình sẽ cắt với thông số là size M nhé. Size M. Size M của mình có rộng vai 37. Chúng ta có hạ eo của thân sau là 37,5. Hạ mông 57. Dài váy thì tùy ý nhé. Dài váy ví dụ dài váy mình cho là 90 đi. Ok. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có phần kích lưng 36 này. Phần cao cổ mình sẽ lấy là 2,4 đến 2,5. Cao cổ 2,5 đi. Hạ xuôi vai của thân sau mình sẽ lấy là 2,8. Hạ xuôi vai 2,8. Ở trong này mình đã có hết đầy đủ thông số hết rồi nhá. Chúng ta sẽ có vòng cổ 36. Đó. Chưa? Tiếp này, mình sẽ vẽ thân sau trước nhé. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ dựng cho mình một đường song song với mép giấy. Song song mép giấy trước này. Sau đó các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc. Đây chính là điểm khởi từ đốt sống cổ nha. Từ đây các bạn sẽ lấy ngang cổ ra cho mình là 7,7. Ngang cổ 7,7. Chúng ta lấy cao cổ lên là 2,5 này. Tiếp theo từ đường dài này thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình hạ xuôi vai 2,8. Đây xem nhỉ. Cũng từ đường này, từ đường dựng ban đầu vuông góc ấy nhá, còn lấy xuống cho mình hạ eo này 37,5, hạ mông 57, dài váy chúng ta có là 90 ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ ngang kéo dài các đường này ra cho mình. Kéo dài ra. Các cái đường hạ của thân trước và thân sau thì mình sẽ dựng chung luôn nhé. Đó. Tiếp đến này, mình sẽ lấy võng lưng vào từ 2 cho đến 2,5 trên đường hạ eo. Hạ mông các bạn lấy vào cho mình 1. Đó. Từ cái điểm này các bạn lấy xuống cho mình tầm khoảng 9. Chúng ta bắt đầu vẽ cái đường sống lưng, các bạn sẽ võng vào. Được chưa? Tiếp theo trên cái đường hạ xuôi vai này, chúng ta sẽ lấy tính ngang vai bằng vai chia 2.
Họ sẽ đo cho mình cái khoảng từ cái điểm này đến cao cổ này bằng bao nhiêu này. Chúng ta có là 11 phân rưỡi. Và sẽ cộng thêm 1,5 phân ly vai phân sau sẽ bằng 13 phân. Chúng ta đặt 13 ở đây, xoay thước cắt cái đường này ở đâu thì các bạn sẽ nối lại. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chia đôi cái khoảng vai con ở đây. Vai con chuẩn nhá. 1,5 chia đôi là 5,75. Rồi chúng ta sẽ lấy ra đây là 1 phân rưỡi. Phần ly vai của thân sau. Ly vai thân sau cố định là 1 phân rưỡi nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy từ đường xôi vai. Còn lấy xuống cho mình hạ nách. Ở đây chúng ta sẽ có vòng nách này. Vòng nách ở đây mình sẽ có là 38 phân. Vòng nách 38. Chúng ta chia đôi cái vòng nách thì ra 38 chia đôi 19. Các bạn trừ đi 0,5, 18 rưỡi. Đó. Chúng ta sẽ dựng vào đây. Tiếp theo này, trên cái đường hạ nách này các bạn sẽ tính cho mình cái phần kích lưng. Kích lưng chúng ta có 36 chia đôi 18 thì các bạn sẽ lấy cho mình từ cái đường dựng ban đầu nhé, ra đây 18 phân. Chưa? Chúng ta sẽ kẻ ngang đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có vòng ngực. Vòng ngực 80 86 này. Vòng eo mình để là 66 đi. Vòng mông 90. Được chưa? Đối với mặc ôm, ở đây mình sẽ có bảng lượng cử động nhá. Mặc ôm thì chúng ta cộng từ 0 đến 4 phân ở vòng ngực. Đó. Thì chúng ta ở đây mình sẽ cộng với chất liệu dự vải giãn có độ co giãn nhá. Đã nhẹ đấy. Thì mình sẽ cộng với 4 phân. 86 cộng 4 bằng 90. Thì chúng ta sẽ lấy số 90 nhá. 90 các bạn chia 4 trừ đi 0,5. 90 chia 4 là 22 rưỡi, trừ đi 0,5 bằng 22. Chúng ta lấy từ đường sống lưng ra đây 22 phân. Đó. Tiếp theo, vòng eo mình sẽ cộng với 2 phân lượng cử động. 68 chia 4 17, trừ đi 0,5, 16 rưỡi. Sau đó mình sẽ cộng với cả 3 phân ly. Đó. Tiếp theo vòng mông, chúng ta sẽ tính bằng vòng mông cộng cử động chia 4 trừ đi 0,5. Ở đây chúng ta sẽ cộng với cả 4 phân lượng cử động nhá. Cử động ở ngực và ở mông này các bạn sẽ cho bằng nhau cho mình. Chúng ta có 94 chia 4 bằng 23 rưỡi trừ đi 0,5, 23. Đó. Tiếp theo này. Phía dưới gấu này, các bạn sẽ lấy bằng với hạ mông. Lấy bằng với ngang mông nhá. Ngang gấu chúng ta lấy bằng với ngang mông để tạo thành dáng suông. Bút chì thì các bạn sẽ lấy vào cho mình 2 phân rưỡi hoặc là 3 phân. Còn dáng A chúng ta sẽ lấy ra ngoài 3 phân. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đường này. Đây là mình sẽ vẽ ra bút chì. Dáng suông và dáng A. Ok chưa nhỉ? Sa gấu này dáng A các bạn sẽ sa xuống cho mình 2 phân. Dáng suông sa xuống phân rưỡi. Bút chì các bạn sa xuống cho mình tầm khoảng 7 ly đó. Tiếp theo từ đây các bạn sẽ lấy hạ mông này. Từ hạ mông các bạn lấy xuống cho mình từ 14 đến 16 phân để chúng ta làm cái phần sẻ nhé. Đó. Các bạn nào mà chưa hiểu các bạn có thể xem lại giúp mình nhé. Hoặc các bạn có thể đăng ký quyển sách này của mình. Sách này bán với giá là 300 nghìn thôi. Đó. Các bạn sẽ được thêm vào nhóm kín có video hướng dẫn rồi nhé. Đó. Được chưa nhỉ? Công thức đầy đủ chi tiết, rất chi là dễ học. Các bạn khi các bạn mua sách thì các bạn có thể không hiểu vấn đề nào, các bạn có thể nhắn tin cho mình, mình sẽ giải đáp nhé. Ở đây chúng ta sẽ chia đôi cái ngang eo này ra để bạn làm tâm ly. Và lấy phần đầu ly cách cái hạ nách này là 2 phân. Ở đây mình sẽ chiết mỗi bên là 1,5. Tổng ly chiết ở đây mình đang chiết là 3 phân, đúng chưa? Đó. Con sẽ vẽ ly này ra đây. Tiếp theo các bạn sẽ chia đôi vòng nách này.
Từ điểm chia đôi này đến hạ nách thì các bạn sẽ chia ba ra để chúng ta vẽ được các vòng nách. Tí nữa có đoạn ly vai thì các bạn sẽ tiêu cái ly vai phần sau đi nhá. Bây giờ mình sẽ vẽ phần trước. Đây là công thức mà mình đang sử dụng nhé, công thức ly vai mình đang sử dụng. Thì các bạn nào có nhu cầu mua sách thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo. Được chưa? Đó. Tiếp theo thân trước này thì các bạn sẽ lấy thẳng canh cho mình. Lấy thẳng canh. Ta sẽ dựng cái đường giữa của thân trước ra đây. Ưu điểm của cái phương pháp ly vai này nhá, thì các bạn sẽ kiểm soát được cái đường sườn của hai thân lúc nào cũng bằng nhau. Và chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến cái việc dâng vai của thân sau bao nhiêu là cho đủ nha. Phương pháp ly vai khá là hay, cái vấn đề là các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến phần dâng vai của thân sau. Nhiều khi các bạn sẽ không biết là đối với ly bên nha, nhiều khi các bạn sẽ phải tính cái hạ nách của thân trước này cao hơn hay là thấp hơn so với hạ nách của thân sau, hoặc là dâng vai bao nhiêu. Đó. Đối với ly vai thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến cái vấn đề đó. Chúng ta sẽ có được hai cái đường sườn của thân trước và thân sau này lúc nào cũng bằng nhau. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có phần hạ eo của thân trước nhỉ. Hạ eo của thân trước ở đây mình có là 40. Hạ eo thân trước là 40. Hạ eo trước 40 này. Đó. Chúng ta có hạ đỉnh ngực. Hạ đỉnh ngực 25 phân. Chúng ta có kích ngực 31. Kích ngực là 31. Ok. Rồi. Chúng ta có khoảng cách của hai lồng ngực là 16. Đó. Chưa. Hạ eo của thân trước nè, 40 thì các bạn sẽ tính cho mình ngược từ đường hạ eo. Được chưa? Ngược từ đường hạ eo các bạn sẽ lấy ngược lên cho mình 40. Đó, thì chúng ta sẽ có được cái phần dài váy của thân trước ở đây. Ngang cổ thân trước các bạn sẽ lấy cho mình là 7 phân. Sâu cổ chúng ta lấy là 7 phân rưỡi. Từ đằng sau cổ các bạn sẽ lấy ngược lên cho mình 5 ly. Được chưa? Từ đằng sau cổ các bạn lấy ngược lên cho mình 5 ly nhá, để chúng ta lấy được cái đường chứa đầu vai của thân trước. Đường chứa đầu vai thân trước. Tiếp theo này, các bạn sẽ lấy cái đường bản vai và ly vai ở đây luôn nhá. Thì ở đây mình sẽ lấy là 16 phẩy 16,8. Chưa? Chúng ta sẽ lấy từ đầu vai này. Đây là điểm đầu vai nhé. Các bạn lấy vào đây cho mình 5 phân rưỡi này. Từ đây vào đây là 5 phân 75 nhá. Được chưa? Từ đây vào đây là 5,75 này. Từ đây vào đây cũng là 5,75. Cái khoảng này chính là độ lớn của ly vai. Từ đây các bạn lấy xuống cho mình hạ đỉnh ngực 25 phân. Chúng ta lấy từ đây ra đây 8 phân bằng khoảng cách của hai đầu ngực chia 2.
được cái phần Levi ra đây. Được chưa? Cái độ lớn của Levi nó sẽ phụ thuộc vào ngực nhé. Nó sẽ phụ thuộc vào ngực. Đó. Các bạn nào nhu cầu muốn biết cái Levi này có thể đăng ký quyển sách của mình nhé. Đó. Từ đây các bạn sẽ lấy ra này bằng kích ngực chia 2. Chúng ta sẽ lấy đoạn khoảng giữa của từ hạ sâu cổ đến ngang nách này nhé. Đó, từ hạ sâu cổ đến hạ nách. Các bạn lấy ra cho mình bằng kích ngực chia 2. Được chưa? Sau đó các bạn đo cho mình cái khoảng, đo cho mình cái khoảng ly này. Khoảng ly nhá. Khoảng ly nó sẽ bằng 2 phân rưỡi. Đó, các bạn sẽ đẩy ra ngoài cho mình đủ 2 phân rưỡi. Được chưa? Đó. Cái khoảng này bao nhiêu thì các bạn sẽ đẩy ra ngoài bấy nhiêu cho mình là được. Tiếp theo này, chúng ta sẽ tính được ngang nách của thân trước bằng ngang nách của thân sau cộng thêm 1 phần. Đó. Và cộng thêm cái khoảng nhỏ nhỏ ở đây này. Được chưa? Cộng thêm khoảng nhỏ nhỏ ở đây. Bởi vì tí nữa khi mà các bạn đóng cái Levi này vào nó sẽ bị hụt mất đây đi, thì chúng ta sẽ phải bù ra ngoài sườn. Tiếp theo, phần ngang eo của thân trước các bạn sẽ bằng ngang eo của thân sau cộng thêm 1. Rồi chúng ta cộng với 3 đến 4 phân ly. Đó. Ngang mông cũng thế thôi. Ok chưa nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ có được 3 giá nhá. Dáng bút chì, dáng xuông và dáng A. Ok. Đó, chúng ta sẽ có 3 cái đoạn xà gấu. Tiếp theo để vẽ vòng nách thì các bạn sẽ chia đôi, chia 3 cái khoảng này ra. Chia 3. Và giờ vẽ được cái vòng nách này ra nhé. Vòng cổ này các bạn sẽ nối 2 điểm này lại với nhau, dựng cho mình một đường vuông góc gần như vuông nhé. Đó. Sau đó chúng ta lấy điểm giữa thôi. Ok. Tiếp theo này, hạ đỉnh ngực thì từ hạ chân ngực nhá. Các bạn lấy từ cho mình từ hạ đỉnh ngực xuống tầm khoảng 7 đến 8 phân. Ở đây mình đang cộng là 4 phân ly. Đó. Sẽ vẽ cái ly này ra đây. Được chưa? Ly này các bạn sẽ vẽ trụm vào cho mình nhé. Ok. Đó. Như vậy chúng ta sẽ dựng xong được cái phần thân cơ bản theo Levi nhé. Chưa? Bây giờ mình sẽ cắt này ra để các bạn sẽ xử lý tiêu Levi của phần sau đi. Các bạn cắt rời ra hết cho mình. Đây. Để xử lý tiêu cái phần Levi của thân sau đi, thì các bạn sẽ bấm cho mình một đường từ cổ bấm đến chân ly, một đường từ nách bấm đến chân ly, và các bạn đóng cho mình cái Levi này vào nhá.
Còn nào có nhu cầu mua sách thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Mình cũng đang có các cái lớp online về phương pháp Linh Vai. Đối với cái lớp online đấy thì học phí các bạn có thể đóng từng lớp hoặc là các bạn có thể đóng theo combo là toàn bộ. Các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Ở đây chúng ta sẽ dán thêm giấy vào này. Chưa? Bạn dán thêm giấy vào đây cho mình. Chúng ta sẽ mở ra cái khoảng ở nách và ở cổ này. Chúng ta mở ra để cho hai đoạn nó gần bằng nhau là được. Đó, sau đó các bạn sẽ dán nó vào. Dán xong thì các bạn sẽ xử lý, chúng ta vẽ lại cái đường vai con. Và vẽ lại cho mình cái vòng nách này. Và ở đây thì các bạn sẽ vẽ sâu cổ xuống cho mình. Chúng ta vẽ vòng cổ này ra nhé. Đó, xong. Rồi, mình giới thiệu qua quyển sách này của mình một chút này. Ở đây thì các bạn sẽ được học về công thức cơ bản dựng theo Levi và các cái kiểu bổ mạch biến kiểu thông dụng mà mình chúng ta hay sử dụng nhá. Đó, đây là công thức cắt quần này, đây là công thức cắt áo vest này, chưa, các dạng bổ mạch và các dạng cổ và áo vest mình đều có trong này hết nhá. Chưa, đây là măng tô. Ok. Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.